Hello, xin chào chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với chuỗi bài chia sẻ kiến thức nông nghiệp online miễn phí được thực hiện bởi nông nghiệp365ngày.com. Và như thường lệ thì chương trình của chúng tôi sẽ được lên sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Nông nghiệp 365 ngày vào lúc 8:00 các ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Mời các bạn lưu ý đón xem nhé. Thì quay trở lại với chủ đề chính trong cái video ngày hôm nay, đó chính là chúng ta cùng nhau đi phân tích tiếp, cùng nhau tìm hiểu vai trò của NPK. Thì trong cái số lần trước tôi và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu vai trò của đạm, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp hai nguyên tố còn lại, đó chính là vai trò của lân và vai trò của kali. Thì vai trò của lân thì bao gồm các phần như là các dạng lân trên thị trường, dạng lân mà cây hấp thụ, và vai trò của lân đối với cây trồng như thế nào, và cách bón lân cho đất cho cây sao cho hợp lý nhất. Và vai trò của kali cũng vậy, là các loại kali trên thị trường, dạng kali mà cây hấp thụ, rồi vai trò của kali đối với đất và cây trồng, và cách bón kali sao cho hợp lý. Thì trước khi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay thì tôi muốn các bạn là video chúng tôi biên tập rất là cực nên chúng tôi muốn cắt ở đâu thì cắt. Tôi mong các bạn hãy cố gắng xem hết video này. Và có một nguyên tắc mà tôi muốn nhắc nhở các bạn là thà chúng ta không hiểu còn hơn là hiểu cho lơ mơ. Do đó mà tôi mong các bạn hãy cố gắng xem hết video này để chúng ta cùng nhau học hỏi. Rồi, mến chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính phần 2, vai trò của lân và kali. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vai trò của lân và mục 2.1 là các dạng của lân trên thị trường. Thì trên thị trường có hai loại lân, đó chính là lân tự nhiên và lân chế tạo. Thì lân chế tạo bao gồm súp-pe lân và lân mặt điện. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu, đó chính là lân súp-pe. Thì lân súp-pe là dạng có dạng bột mịn, một số ít thì được sản xuất ở dạng viên màu trắng, vàng xám hoặc là màu xám thiếc. Thì trong lân súp-pe thì có 16 đến 20 hàm lượng lân nguyên chất. Và trong lân súp-pe thì còn có chứa một lượng lớn axit, do đó mà phân có phản ứng chua. Và trong lân súp-pe thì đây là dạng lân dễ tan trong nước, phát huy hiệu quả nhanh, ít bị rửa trôi, do đó mà ta dễ bón cho cây trồng và cây trồng dễ sử dụng. Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu nó là lân mặt điện. Thì phân có dạng bột màu xanh, gần như màu tro, có óng ánh và tỷ lệ lân nguyên chất là 15-17%. Thì trong lân mặt điện còn có 31% canxi, 17 magie và 24-30% silic, do đó mà phân có tính kiềm, phản ứng kiềm. Và lân mặt điện thì không tan trong nước nhưng tan được trong các axit yếu hoặc là các axit dầu để cây tiết ra, do đó mà có thể dùng để bón thúc hoặc bón lót đều được. Và tiếp theo chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một cái dạng lân, đó chính là ammoni phosphat, TAP và MAP. Thì cái dạng này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong phần đạm nên tôi không trình bày ở video này nữa. Thì trên thị trường còn có các loại apatit và phospho nội địa và một số loại khác, đó chính là các loại lân tự nhiên. Thì trong video này tôi và các bạn sẽ cùng nhau đi phân tích hai loại chính và phổ biến trên thị trường, đó chính là lân mặt điện và lân súp-pe. Tiếp theo là mục 2.2, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cây hấp thụ lân dưới dạng nào. Thì thực chất cây chỉ hấp thụ lân dưới dạng ion phosphat PO43-. Và mục tiếp theo 2.3, vai trò của lân. Thì vai trò lân là lân cung cấp phospho cho cây trồng, đó là cái vai trò thiếu. Thì đầu tiên và vai trò đầu tiên đó chính là lân có trong thành phần của hạt nhân tế bào, do đó mà nó quyết định đến việc hình thành các bộ phận mới của cây như là rễ, thân, lá, chồi non mới. Vai trò thứ hai, lân thích sự phát triển của bộ rễ cây, làm cho rễ ăn sâu và ăn lan ra xung quanh, do đó mà cây hút được nhiều nước, nhiều dinh dưỡng và chống độ ngá cho cây trồng, cho nó cây sinh trưởng, cây sinh trưởng được tốt hơn. Và vai trò thứ ba là lân kích thích quá trình đẻ nhánh, nảy chồi, thúc đẩy cây ra hoa và kết quả sớm nhiều, do đó nó là yếu tố quyết định đến sự ra hoa đậu quả của cây trồng, quyết định đến năng suất cây trồng. Và vai trò thứ tư, lân làm tăng đặc tính chống chịu của cây đối với các yếu tố bất lợi của môi trường như là chống hạn, chống rét, rồi chịu đất chua và một số loại sâu bệnh hại.
Thì nếu chúng ta bón thiếu lân thì để gây ra tác hại như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Thì lân là thành phần chính của bách tế bào, do đó nếu chúng ta bón thiếu lân thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng hoa quả và củ. Và bón thiếu lân làm giảm khả năng tổng hợp chất bột, làm giảm lượng hoa và cây có nở hoa, do đó mà quả ít và chín chậm, được có vỏ dày xốp và dễ bị thối, dễ bị nấm tấn công. Đặc biệt là trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, nếu thiếu lân thì cành lá sinh trưởng chậm, cây thấp bé, lá ban đầu xanh đậm, sau đó chuyển vàng và chuyển màu tím đậm, bắt đầu từ các lá phía dưới trước và từ mép lá vào bên trong. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số hình ảnh thiếu lân. Và thiếu lân trong thời kỳ kinh doanh thì nếu chúng ta bón thiếu lân thì cây sinh trưởng chậm lại và quá trình tín cũng bị kéo dài. Khi thiếu lân thì cành lá sinh trưởng kém, lá rụng nhiều, lá già biểu hiện trước, đó là lá già có những mạng màu huyết trụ tía. Đây là hình ảnh của lá cà phê trong giai đoạn thời kỳ kinh doanh bị thiếu lân, chúng ta dễ dàng quan sát được. Thì thiếu lân còn làm cho bộ thuế cây phát triển kém, ảnh hưởng đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng của cây, hạn chế, do đó mà nó hạn chế quá trình quang hợp và hô hấp của cây trồng. Do đó thì thiếu lân làm giảm khả năng đậu quả, giảm tính chống chịu của cây trồng và tất nhiên là giảm năng suất của cây trồng. Và thiếu lân làm giảm hoặc hạn chế hiệu quả của việc bón phân đạm. Nếu chúng ta bón đủ lân thì sẽ làm cho cây tăng trưởng sinh trưởng tốt, cây ra nụ ra hoa sớm, cho năng suất chất lượng cao. Và tác hại của việc bón thừa lân thì nếu thừa lân thì rất khó phát hiện, tuy nhiên thì dễ làm cho cây thiếu kém và độc. Do và lân thuộc loại nguyên tố linh động, có khả năng vận chuyển từ cơ quan già sang cơ quan non. Thừa lân làm cho cây tiến sớm và không tích lũy được lượng tinh bột lớn, do đó mà năng suất một mùa vụ sẽ bị thấp, ảnh hưởng. Tiếp theo là phần 2.4, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cách bón lân cho cây và đất hợp lý. Thực chất là một cái tố cái lưu ý khi chúng ta sử dụng lân để bón cho cây trồng. Thì đầu tiên đó chính là lân xúc pe. Thì đây là loại lân có chứa axit, do đó mà nó có phản ứng chua. Thì loại lân xúc pe này thích hợp cho các loại đất kiềm pH lớn hơn 7 và không tính pH bằng 7 và đất chua pH nhỏ hơn 7. Tuy nhiên thì nếu đất quá chua thì chúng ta phải bón vôi trước khi bón lân xúc pe, và lượng vôi thì tùy thuộc vào mức pH tương thích của từng loại cây trồng mà ta bón vôi ít hay nhiều, vì mỗi loại cây trồng thì có mức pH sinh trưởng khác nhau. Phân lân xúc pe thường phát huy hiệu quả nhanh, cho nên để tăng hiệu lực của phân lân thì người ta thường bón tập trung, bón theo gốc và dùng để bón thúc. Phân lân xúc pe có tính axit nên dễ làm các hỏng các dụng cụ, và đặc biệt là các dụng cụ bằng sắt. Rồi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tiếp theo đó chính là một số lưu ý khi sử dụng lân văn điện. Lân văn điện còn có tên gọi là desmophosphate, có phản ứng kiềm, cho nên là không dùng lân văn điện để trộn phân vì sẽ làm mất đạm, mà nếu trộn thì chúng ta phải sử dụng ngay. Và lân văn điện do có tính kiềm nên rất là thích hợp với đất chua. Lân văn điện thì sử dụng có hiệu quả trên các vùng đất cát nghèo, đất bạc màu vì phân chứa nhiều vôi, cung cấp canxi cho đất và một số nguyên tố vi lượng. Phân này thường được bón rải rác ít khi bón tập trung do hiệu quả chậm, nên là đa số được dùng để bón lót yếu. Và desmophosphate thì ít hút ẩm, luôn ở trạng thái tơi rời và không làm hỏng dụng cụ đựng phân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp theo vai trò của kali. Thì vùng 3.1 đó chính là các dạng kali trên thị trường. Thì kali trên thị trường hiện nay có
hai loại chính, đó chính là kali clorua và kali sunfat, và một số dạng nữa. Nhưng trong video này chúng ta sẽ tập trung hai loại chính, đó chính là kali clorua và kali sunfat. Thì ở kali clorua thì phân có dạng bột màu hồng như muối ớt, cho nên là được nông dân một số nơi gọi là phân muối ớt. Và trong kali còn clorua, phân được kết tinh thành hạt nhỏ, hàm lượng kali nguyên chất là 50-60%, và phân này thì dễ khô, có độ tơi rời tốt nên dễ bón, dễ kết tinh. Tuy nhiên là dễ kết tinh khi để ẩm và có sử dụng để bón cho cây trồng. Và phân kali clorua thì được sản xuất với khối lượng lớn nhất trên thế giới và chiếm 93% tổng lượng phân kali được sản xuất trên thế giới. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu, đó chính là kali sunfat. Thì phân có dạng của tinh thể nhỏ mịn màu trắng, đây hình ảnh của kali sunfat. Phân dễ tan trong nước, ít hút ẩm và ít bón cục. Hàm lượng kali nguyên chất trong kali sunfat là 45-50% và có 18% lưu huỳnh. Thì đây, hai loại phân này đều là phân sinh lý chua. Thì tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua một số loại phân cấp kali, đó là kali magie sunfat. Thì có dạng bột mịn màu xám, phân có hàm lượng kali là 20-30%, magie là 5-7% và lưu huỳnh là 16-22%. Phân này được sản xuất sử dụng có hiệu quả trên các dạng đất cát nghèo, đất bạc màu. Và tiếp theo đó chính là một lượng kali cũng được quan tâm không kém vai trò, vì cái vai trò của nó mang lại, đó chính là kali nitrat, kali trắng. Thì có chứa 44K2O và 13 liter, thì công thức là KNO3, cung cấp cả hai nguyên tố là đạm và kali. Thì ngoài ra trên thế giới còn rất nhiều loại phân kali được sản xuất và sử dụng, tuy nhiên là chúng ta sẽ không chú ý đến và chúng ta chỉ phân tích các loại trên thị trường Việt Nam. Tiếp theo là mục 3.2, dạng kali mà cây trồng có khả năng hấp thụ. Thì trên thực tế thì khi chúng ta bón vào đất thì cây trồng chỉ có khả năng hấp thụ kali dưới dạng ion nguyên cộng. Và mục 3.3, vai trò của kali đối với cây trồng. Thì cùng với đạm, lân thì kali là một nguyên tố dinh dưỡng đa lượng mà không thể thiếu đối với bất cứ cây trồng nào nếu muốn tăng năng suất. Và vai trò chủ yếu của kali trong việc chuyển hóa năng lượng, quá trình đồng hóa các chất dinh dưỡng trong cây trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Thì giai đoạn này cây cần kali ít nhưng không thể thiếu. Kali giúp cây cứng cáp, tế bào cây cứng cáp, ít độ đá, chịu úng, chịu hạn, chịu rét và hạn chế cây bị bệnh, đặc biệt là cây con. Và thời kỳ kinh doanh thì trong cái thời kỳ này thì kali đóng vai trò hết sức quan trọng. Ngoài vai trò như ở giai đoạn kiến thiết cơ bản thì kali còn nuôi trái, giúp quá trình vận chuyển tích lũy hạt diễn ra được hiệu quả, đặc biệt là giai đoạn trái sắp chín thì cây cần rất là nhiều kali. Do đó mà kali nó quyết định đến năng suất của cây trồng. Và trong thời kỳ kinh doanh thì kali làm tăng phẩm chất lượng nông sản, màu má được đẹp, quả ngọt hơn. Thì và cùng với lân thì kali làm lá già cứng cây, hạn chế tác hại của việc bón dư đạm và thúc đẩy quá trình phân hóa màu hoa của cây, giúp cây ra hoa đậu quả đồng loạt. Và mục 3.4, những lưu ý khi chúng ta sử dụng kali bón cho đất và cây trồng. Chỉ phần lớn các loại đất ở nước ta thì theo các nhà nghiên cứu thì nước ta thuộc cái dạng đất nghèo kali, đặc biệt là đất xám, đất cát, đất bạc màu và đất nhẹ. Trên thực tế thì kali có nhiều ở thân lá, rơm rạ, và sau thu hoạch thì kali được trả lại cho đất một lượng lớn. Và kali có nhiều trong nguồn nước ngầm, nước tưới trong đất phù sa được bồi đắp hàng năm. Tuy nhiên thì việc chúng ta sử dụng rơm rạ ra khỏi đồng ruộng với nhiều mục đích khác nhau như hiện nay, và chúng ta đã lấy đi một lượng lớn kali. Và đặc biệt là trong hiện nay thì chúng ta đang sử dụng một loại giống có khả năng đem lại năng suất cao. Do đó thì việc để tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế thì việc bổ sung kali cho đất trồng là không thể
là hết sức quan trọng. Vậy thì để sử dụng hợp lý phân kali, chúng ta cần chú ý đến một số vấn đề sau. Thì bón kali ở các loại đất trung tính dễ làm cho đất trở nên chua, do đó thì chúng ta cần phải bổ sung vôi, và có thể bón cho bếp để thay thế phân kali. Và để tăng năng suất thì bón kali trong giai đoạn kết hoa làm củ tạo sợi cho cây trồng bằng cách phun qua lá, và không nên bón kali riêng mà nên kết hợp với các loại khác như chúng ta dùng để phân trộn, phân làm phân trộn. Và thiếu kali thì đối với cây trồng, nếu thiếu kali sẽ làm giảm sức đề kháng của cây, cây dễ bị nhiễm các loại sâu bệnh hại, đặc biệt là giai đoạn nhận biết cơ bản, và làm giảm chất nông sản, làm giảm năng suất trong thời kỳ kinh doanh. Đây là hình ảnh lá cà phê thiếu kali, ta dễ dàng thấy. Thì đặc biệt nhận dạng là mép lá bị cháy, lá bị biến dạng và mất sắc tố, do đó mà làm giảm khả năng quang hợp kém, thiết chế các hoạt động trao đổi chất diễn ra không thuận lợi, do đó mà nó ảnh hưởng đến năng suất của cây. Việc bón thừa kali cũng có tác hại, nếu mà bón thừa kali quá nhiều thì gây ra tác động xấu đến rễ cây, làm xót rễ, làm rễ cây bị teo. Nếu bón quá thừa phân kali trong nhiều năm thì làm cho đất bị chua và mất cân đối với natri và magie. Một số lưu ý khi sử dụng kali clorua thì đây là loại phân có thể dùng để bón lót cho nhiều loại cây trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên thì không nên dùng bón cho đất mặn và đặc biệt là đất có nhiều clo, và không nên dùng kali clorua để bón cho các loại cây hương liệu như chè, cà phê, do nó có ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Bón kali lúc cây sắp ra hoa làm cho cây cứng cáp, tăng chất lượng nông sản. Và một số lưu ý khi sử dụng kali sunfat thì phân này có thể sử dụng thích hợp cho nhiều loại đất khác nhau, đặc biệt là đất thiếu nghèo kali, sử dụng có hiệu quả đối với cây có dầu, rau cải, thuốc lá, chè, cà phê v.v. Và kali sunfat là loại phân sinh lý chua nên không thể bón nhiều năm trên một loại đất, đặc biệt là các loại đất có chân đất chua thì làm tăng độ chua của đất. Rồi, các bạn vừa xem xong video tôi thực hiện thì không biết là video có giúp ích được gì cho các bạn hay không, nhưng mà thực sự đây là video chúng tôi đi tập khá là tâm huyết và tốn nhiều công sức từ câu lên kịch bản, rồi soạn lời, rồi thu âm, rồi biên tập rất là mệt. Và tôi hy vọng rằng những cái gì nội dung mà tôi truyền tải sẽ giúp ích được cho các bạn ít thì nhiều, và hy vọng rằng các bạn sẽ để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận dưới video này để cho tôi biết tôi còn thiếu sót hay là cần phải bổ sung thêm ở khía cạnh nào đó. Thì mong các bạn hãy để lại ý kiến của mình. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video này, các bạn luôn thành công, và tôi luôn mong muốn rằng các bạn hãy đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ làm video trả lời để cho chương trình của chúng ta được hay hơn, hấp dẫn hơn và giải quyết được những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Và còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong cái chủ đề video tiếp theo. Thì ở trong cái video tiếp theo tôi sẽ làm về cách nhận dạng các triệu chứng biểu hiện của cây trồng thiếu dinh dưỡng. Tôi mời các bạn đón xem vào thứ bảy tuần sau vào lúc 8:00.